Ta đã phóng ở trên con Mustang, chắc có một băng trong khi cần phải thăng. Nếu là ngày đó ta phải lạc mất tâm, vì nhà ta quá tăng nghe sao phải nằm. Và còn hôm ta đang thu lay bách, thấy có thằng nó định hack máy tính, mới tìm cách ăn cao còn trách ngờ thỏ bên vách là thằng bằng lách. Cầm từ túi sách trong hai đất khác vào rừng trốn tránh ngủ tê tông tách. Ăn từ và xà lách làm bao với loài thách, nghe suy góc rách thêm trò trong tách. Ông dù đọc sách và hít đất như văn mách.